Chào quý anh chị nhà đầu tư, em là Mỹ Lệ ITP. Rất vui được quý anh chị mình chúng ta ghé thăm cái video của em Lệ quý anh chị nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ xem qua một chút về tình hình của VN-Index, cũng như chúng ta sẽ xem qua các mã cổ phiếu nào mà có khả năng, có tiềm năng đem lại lợi nhuận lớn cho quý anh chị mình trong thời gian sắp tới. Anh chị mình có thể là chúng ta dành một chút thời gian để xem hết cái video này, để có thể là có một cái góc nhìn, cũng như là đây là một như là một cái dữ liệu để anh chị mình tham khảo thêm quý anh chị nha. Ok, chúng ta sẽ nhìn về tình hình của thị trường VN-Index ngày hôm nay. Đây là cái phiên khá là tích cực khi mà nó có một cái cây giảm trả điểm về những cái vùng 1173. Thế anh chị mình thấy là phiên giao dịch ngày hôm qua chúng ta có một cái phiên mà giảm điểm mà anh chị mình khá là sợ đúng không? Tuy nhiên thì ngày hôm nay nó đã trả điểm lại rồi. Cũng như là cái dòng tiền tham gia vào trong giai đoạn này đó là cái nhóm cổ phiếu Midcap đúng không quý chị? Đây thì nhóm ngân hàng của chúng ta đã có những cái nhịp chứng lại của quý chị nhé. Nếu anh chị mình xem các mã cổ phiếu nhóm ngân hàng của chúng ta. Ok, anh chị mình thấy hôm nay ngân hàng của chúng ta cũng có các mã cổ phiếu tăng, tuy nhiên thì nó sẽ không có cái sự đồng thuận nhiều nữa quý anh chị nha. Và các mã cổ phiếu này nó hiện tại đang có những cái nhịp điều chỉnh nho nhỏ. Nên thành ra là anh chị mình thấy đối với VN-Index thì đoạn này rất là tích cực rồi quý anh chị nha. Các mã cổ phiếu ngày hôm nay đáng chú ý nhất đó là nhóm bất động sản khu công nghiệp. Nhóm bất động sản khu công nghiệp có SSC tăng trần, GVR tăng trần, DTD tăng 6,7%, LHG tăng 3,8%, KBC tăng 3,64%. TIP cũng tăng này quý chị, IDC 5,6%. Đây là những cái dấu hiệu khá là tích cực. VGC tăng 4,21%. Và chúng ta thấy là thị trường chúng ta đang có những cái nhịp rất là tích cực quý anh chị. Và các mã cổ phiếu nhóm ngành cao su thì anh chị mình thấy đây. Các mã cổ phiếu như là DPG cũng tăng 4,4%, còn DRC thì có một cái sự điều chỉnh nhẹ quý anh chị. Ok, nó đã kéo quá là mạnh rồi nên thành ra đoạn này nó sẽ có những cái áp lực là điều chỉnh một chút đối với nhóm cao su. Hay nhóm đầu tư công ngày hôm nay có LCG có một cái điểm khá tích cực khi mà tăng 1,63%, và các mã cổ phiếu như CEI cũng tăng nhẹ này, KSB cũng tăng một chút quý anh chị. Và các mã cổ phiếu nhóm ngành thép quý anh chị. Nhóm ngành thép đoạn này sẽ là cái cơ hội để quý anh chị mình chúng ta tham gia đối với nhóm ngành thép quý anh chị nha. Nó vẫn chưa tăng quá là nhiều, cũng như là em Lệ cũng đã chia sẻ rất là nhiều cho quý anh chị mình nhóm ngành thép. Anh chị mình có thể chúng ta mở lại các video để anh chị mình có thể coi quý anh chị nhé. Ok, nhóm vận tải ngày hôm nay cũng tăng khá là tốt khi mà VOS tăng 1,57%, HAS tăng 0,94%, PVT cũng tăng và còn Zemadex cũng tăng. Đoạn này thì đối với nhóm vận tải thì thời gian tới sẽ là những cái điểm mà anh chị mình có thể chúng ta tham gia được quý anh chị nhé. Nhóm bán lẻ hôm nay rất là tích cực khi mà Masan tăng điểm này, quý anh chị Vinamilk, HAX hay là DBC đều có những cái dấu hiệu rất là đẹp. MWG thì cũng có những cái nhịp test lại cái vùng hỗ kháng cự. Ok, thì hôm nay chúng ta thấy là thị trường chúng ta tăng khá là đẹp và nhóm Midcap của chúng ta đang được thừa hưởng dòng tiền và nó thị trường chúng ta đã quay trở lại rồi quý anh chị nha. Thì anh chị mình thấy là nếu mà cái giai đoạn này mà cái tài khoản của anh chị mình vẫn đỏ thì anh chị mình có thể là chúng ta lưu ý các mã cổ phiếu này để qua Tết chúng ta sẽ có lợi nhuận quý anh chị nhé. Đó là nhóm chứng khoán quý anh chị. Nhóm chứng khoán hôm nay vẫn tăng quý anh chị nhé. Nhóm chứng khoán hôm nay tăng như SSI, AGR, VCI, FTS hay là CTS, BSI hay HCM, ORS thì đều có những cái dấu hiệu tăng rất là tốt. Đặc biệt là MBS quý anh chị. MBS đây là cái mã cổ phiếu mà chúng ta thấy là nó mạnh nhất ở trong cái nhóm chứng khoán. Thì anh chị mình có thể là chúng ta sẽ thích BSI đúng không? BSI đoạn vừa rồi tăng rất là tốt và vượt đỉnh đầu tiên của nhóm chứng khoán. Thì tuy nhiên thì em lại thích con MBS hơn anh chị ha. MBS đoạn này nó tăng cũng như là cái sự đồng thuận của nó khá là lớn anh chị. Và nó đang có những cái xu hướng vượt đỉnh rồi này. Thì chúng ta có MBS hay là BSI hay là HCM của anh chị. Chúng ta có thêm HCM nữa. Thì HCM đoạn rồi chúng ta thấy là nó có cái câu chuyện về phát hành thêm. Nên thành ra là đối với HCM thì đang được kỳ vọng rất là nhiều quý anh chị nha. Anh chị nào mà chúng ta đã mua cái phát hành thêm đối với HCM là quá tuyệt vời. Chúc mừng quý anh chị nhé. Thì các mã cổ phiếu anh chị mình mà chúng ta chưa kịp tham gia thì anh chị có thể là chúng ta sẽ coi trước cái mã cổ phiếu SHS, SSI để chúng ta xem coi là cái mã cổ phiếu đầu ngành nhóm chứng khoán thì nó sẽ vận động như thế nào quý anh chị nhé. Ok, đối với SSI anh chị mình thấy là hôm nay cũng như có một cái điểm rất là tích cực khi mà nó đã có cái xu hướng test lại những cái vùng bên trên, đó là vùng 34.5. Đây là cái vùng đỉnh ngắn hạn quý chị, đây là vùng đỉnh ngắn hạn. Khi mà phiên giao dịch ngày hôm vừa rồi này quý chị, nó đã có một cái cây tăng khá là tốt, nó vượt được cái vùng kháng cự lên vùng giá 35. Tuy nhiên anh chị mình thấy thì có một cái cây rụt đầu đúng không? Thì đa phần là tâm lý của nhà đầu tư khi mà chúng ta thấy cái xu hướng điều chỉnh khá lớn thế này, anh chị mình có cái bán ở trong giai đoạn này. Tuy nhiên thì em lại thì đối với nhóm chứng khoán thì đặc biệt là SSI quý chị nhá.
anh chị nào chúng ta đang có, anh chị mình có thể là chúng ta tiếp tục nắm giữ, và giai đoạn này sẽ là cái cơ hội để anh chị mình gia tăng thêm. Còn anh chị nào mà chúng ta muốn sử dụng margin hay là dùng đòn bẩy ấy, thì anh chị mình có thể canh khi nào mà có thể có khả năng chúng ta sử dụng đòn bẩy được thì em sẽ học khuyến nghị cũng như là sẽ nhắc quý anh chị mình sau quý anh chị nhé. Ok, thì đối với SSI quý anh chị, SSI đoạn này nó đang tích lũy khá là chặt rồi, và cái xu hướng là hai giao hai kiếm đang có xu hướng là cận kề với nhau, thì đây sẽ là một cái điểm tích cực cho quý anh chị mình tham gia đối với SSI, và anh chị mình có thể canh điều chỉnh một chút ở trong phiên để anh chị mình tham gia vô được. Và cái dư địa tăng của SSI em lại còn đánh giá còn rất là xa, rất là dài. Và cái câu chuyện phát hành thêm của SSI lâu của chúng ta không nói đến, đúng không? Tuy nhiên anh chị mình vẫn có thể là chúng ta kỳ vọng về cái việc mà phát hành thêm của SSI, và anh chị nào chúng ta muốn tham gia thì SSI sẽ là cái điểm tích cực cũng như là điểm nổi trội. Anh chị nào chúng ta thật sự tham gia, nếu mà anh chị mình có lỡ bỏ lỡ các mã cổ phiếu như HCM quý anh chị nhá, thì SSI sẽ là cái lựa chọn cho quý anh chị mình. Anh chị nhá. Ok, thì SSI của chúng ta tích cực rồi, trong xu hướng của chúng ta chung về hạn nó vẫn khá là đẹp này quý anh chị nha. Thì các mã cổ phiếu phía sau như con AGR quý anh chị. AGR anh chị mình thấy đây là mã cổ phiếu nó chỉ nhỏ thôi, nó không có quá lớn. Tuy nhiên thì nếu mà anh chị mình chúng ta ngại tham gia những cái mã cổ phiếu mà vượt đỉnh, hay là sợ phải đu những cái điểm quá cao, hay là anh chị mình tâm lý của chúng ta không vướng, hoặc là cái việc mà chúng ta xác suất mà chịu những cái rủi ro dài ấy, rủi ro về điểm cắt lỗ lớn, thì anh chị mình có thể là chú ý những cái mã cổ phiếu này như là AGR quý chị. AGR đoạn này nhìn ở trong trung hạn, chúng ta nhìn xa chúng ta thấy là cái dư địa tăng của nó rất là lớn quý chị, nó rất là lớn. Tuy nhiên anh chị mình thấy là hiện tại nó đang chỉ ở cái vùng biên dưới thôi, thì AGR nó vẫn là cái mã cổ phiếu tiềm năng để anh chị mình có thể chúng ta mua vào, và cái khả năng chúng ta sẽ lên những cái vùng giá cao hơn rất là nhiều anh chị nhá. Và em để đánh giá là đối với sóng ngành và thị trường của năm 2024, qua những cái góc nhìn về vĩ mô hay là cái việc mà theo đồ thị kỹ thuật thì đều đem lại những cái dấu hiệu rất là tích cực cho năm 2024. Thì đối với con AGR này thì chúng ta có thể kỳ vọng lên những cái vùng như là 20. Đấy là những cái vùng mà anh chị mình có thể là chúng ta chú ý được. Hoặc là xa hơn của nó, anh chị nào mà chúng ta đánh một lần đánh trong trung hạn thì đây là những cái vùng như là 26.5 sẽ là những cái vùng kháng cự phía trên quý anh chị nhé. Đối với AGR thì đối với AGR này anh chị mình đó sẽ đi sau, quý vị nó sẽ đi sau một chút so với SSI hay so với MBS hay là BSI, STS. Tuy nhiên thì nó sẽ có cái sự an toàn hơn cho quý anh chị mình. Mặc dù là anh chị mình không tham gia được những cái mã cổ phiếu mạnh trên thị trường, thì chúng ta đã bỏ lỡ rồi quý anh chị mình lỡ bỏ rồi, thì chúng ta sẽ dành thời gian để chúng ta mua những cái mã cổ phiếu đi theo sau. Thì cái nhóm chứng khoán ấy quý anh chị, nó có một cái điểm nổi bật là khi mà các mã cổ phiếu chúng ta đi lên thì các mã cổ phiếu của nhóm chứng khoán nó sẽ đi lên quý anh chị nhé. Nó khác với bất động sản một chút, nên thời gian anh chị mình có thể là chúng ta yên tâm kỳ vọng đối với nhóm này quý anh chị nhé. Ok, sorry quý anh chị ha. Okay, tiếp theo đó là mã cổ phiếu VIX quý anh chị. VIX ngày hôm nay có một cái cây giảm điểm quý anh chị nhá. Tuy nhiên thì để mà đánh giá VIX xấu quý anh chị thì VIX không có quá xấu đâu. Nên hiện nay anh chị mình chúng ta chưa kịp tham gia, thì khi mà nó điều chỉnh nhận đỏ như vậy quý anh chị, hiện tại thì nó cứ đỏ là anh chị mình tham gia quý anh chị nhá. VIX về được cái vùng 13 là anh chị mình tham gia được rồi. Đối với mã cổ phiếu này, và cái dư địa tăng của nó cũng rất là lớn. Nếu mà anh chị mình nhìn lại trong quá khứ đối với mã cổ phiếu VIX á, thì khi mà nó tăng á, nó tăng rất là tốt quý anh chị nhá. Nên thành ra anh chị mình kỳ vọng cũng như là chúng ta cứ kiên trì nắm giữ. Nếu mà anh chị nào giai đoạn vừa rồi anh chị mình vẫn chưa có lợi nhuận đối với con VIX á, thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ đối với mã cổ phiếu này quý anh chị nhá. Ok, anh chị mình mà đang xem cái video này và anh chị mình thấy hay hay là hữu ích, anh chị mình có thể là bấm like cho em Lệ. Cũng như là anh chị nào mà chúng ta chưa có cái sorry quý anh chị ha. Anh chị mình bảo là có tài khoản chứng khoán tại SSI thì anh chị mình có thể chuyển ID về em lại ha. Em lại sẽ hỗ trợ để cho quý anh chị mình nhận những cái tín hiệu của ITP. Cũng như anh chị nào mà chưa có tài khoản chứng khoán tại SSI thì có thể là mở một tài khoản chứng khoán tại SSI để em lại có thể hỗ trợ, cũng như ITP có thể đưa đến những cái lợi nhuận tốt cho quý anh chị mình trên thị trường chứng khoán quý anh chị nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị. Bye bye.